Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thảo Ly cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Nga rút hai lữ đoàn dù ra khỏi Donbass sau khi tổn thất đến 80% quân số. Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv chiều thứ Hai 17 tháng 4, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Ukraine, chuẩn tướng Olesi Herov cho biết Slovakia đã bàn giao toàn bộ 13 máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine. Tháng 3 vừa qua, Slovakia đã cùng với Ba Lan cam kết cung cấp máy bay để hỗ trợ Ukraine khi nước này chống lại cuộc xâm lược của Nga và đã chuyển giao 4 máy bay đầu tiên vào tháng trước. Về tình hình chiến sự, chuẩn tướng Olesi Herov cho biết, theo dữ liệu tình báo, đối phương đã rút hai đơn vị dù bị tổn thất khỏi khu vực Marinka để phục hồi, đó là lữ đoàn dù 56 và lữ đoàn dù 108 của sư đoàn cận vệ dù số 7. Người ta cũng biết về việc tái triển khai hai đoàn xe đến các khu vực Berdyan và Melitopol. Chúng tôi theo dõi tình hình và tôi nghĩ rằng trong tương lai gần chúng ta sẽ nghe những tin tức hoàn toàn khác về những đoàn xe này. Nhiều người cho rằng những tin tức hoàn toàn khác về những đoàn xe này có thể là những cuộc tấn công bằng không quân của Ukraine trên đường họ rút lui. Tưởng cũng nên nhắc lại là từ tháng 12 vừa qua, khi có tin quân Wagner có khả năng sẽ chiếm được thành phố Bakhmut, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã hối hả tung các lữ đoàn dù thiện chiến nhất của Nga vào hai chiến trường Vuleda và Avdiivka để cố giành một chiến thắng, coi như là đối trọng với quân Wagner. Nhắm không thành công, Shoigu lại tìm cách gạt quân Wagner khỏi thành phố Bakhmut và tung các lực lượng dù vào đó. Lữ đoàn dù 108 đã từng được phong danh hiệu Kuban Cossack, đã bị đẩy vào thành phố Bakhmut trong bối cảnh đó. Đây là lữ đoàn dù có lịch sử lâu đời và đã từng tham gia vào cuộc đàn áp cuộc nổi dậy tại Hung Gia Lợi vào năm 1956, hai cuộc chiến ở Chechnya và cuộc chiến ở Dagestan. Nhiệm vụ của lữ đoàn dù này là kiểm soát ba đường cao tốc E40 Slovian Bakhmut ở phía tây bắc thành phố, đường cao tốc T0513 Bakhmut Siver ở phía bắc thành phố và đường cao tốc T0504 chạy về phía tây đến Kostiantynivka. Tất cả thành tích của lữ đoàn này cho đến cuối tháng Giêng là chiếm được làng Klitschiva, một ngôi làng quan trọng ở phía nam Bakhmut. Tuy nhiên, Klitschiva được tường trình đã đổi chủ ít nhất hai lần trong những tuần gần đây. Klitschiva cũng là một tuyến phòng thủ quan trọng và kiên cố của Ukraine bao phủ vùng ngoại ô phía nam của Bakhmut. Trong ngày 26 tháng Giêng, Klitschiva đổi chủ một lần nữa, khi lữ đoàn dù 108 của Nga tháo chạy sau cuộc tấn công quyết liệt của lữ đoàn dù số 46 của Ukraine, được bổ sung thêm pháo binh và thiết giáp. Đây không phải là lần đầu tiên lữ đoàn dù 108 của Nga đối diện với thất bại. Đại tá lữ đoàn trưởng Vitaly Vladimirovich Sukue bị bắn chết ngày 30 tháng 9 trong cuộc chiến ở Kharkiv. Ba ngày sau đó, trung tá Alexander Sergeyevich Lopin vừa mới lên thay đã tử trận cùng khoảng 200 binh sĩ. Đầu tháng 4, tàn quân của lữ đoàn này cùng với tàn quân của lữ đoàn dù 56 được điều động sang yểm trợ cho hai sư đoàn súng trường cơ giới số 42 và 150 ở Marinka. Tuy nhiên, theo chuẩn tướng Olesi Herov, trước những thiệt hại quá nặng và tinh thần xuống quá thấp, họ đã được di tản về Berdyan và Melitopol thuộc khu vực Zaporizhia để dưỡng quân và chờ bổ sung quân số. Chuẩn tướng Olesi Herov cho biết trong 24 giờ qua, 590 binh sĩ Nga đã bị loại khỏi vòng chiến, cùng với 3 xe tăng, 4 xe thiết giáp, 9 hệ thống pháo, 1 hệ thống phòng không và 14 xe chuyển quân và nhiên liệu. Tính chung từ ngày 24 tháng 2, 2022 đến 17 tháng 4, 182.660 binh sĩ Nga đã bị loại khỏi vòng chiến. Các lực lượng Ukraine cũng phá hủy hay bắt giữ 3.660 xe tăng Nga, 7.087 xe thiết giáp, 2.804 hệ thống pháo, 538 hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt, 285 hệ thống phòng không, 308 máy bay chiến đấu, 293 máy bay trực thăng, 2.347 máy bay không người lái cấp tác chiến và chiến thuật, 911 hỏa tiễn hành trình, 18 tàu chiến, 5.672 xe chuyển quân và nhiên liệu, và 328 đơn vị thiết bị chuyên dụng.
Nga cáo buộc quân Ukraine tấn công xuyên biên giới, gây mất điện ở nhiều nơi. Chiều thứ Hai 17 tháng 4, Thống đốc khu vực Belgorod, Vyacheslav Gladkov, cho biết thị trấn Krano ở Belgorod của Nga, gần biên giới với Ukraine, đã bị các lực lượng Ukraine tấn công bằng các cuộc pháo kích xuyên biên giới. Ông ta nói, theo thông tin sơ bộ, không có thương vong. Tuy nhiên, tình trạng mất điện đã xảy ra trên một diện tích rộng lớn. Tất cả các dịch vụ hoạt động và khẩn cấp đã được huy động để khắc phục hậu quả của vụ pháo kích. Belgorod có nghĩa là thành phố trắng, hiện có 340.000 dân. Sử sách của Ukraine viết về thành phố này có thể truy đến năm 1237 và luôn coi đó là một thành phố của Ukraine. Nga chính thức chiếm vùng này vào ngày 8 tháng 11, 1917 sau khi Cộng sản Nga cướp được chính quyền. Đức Quốc xã chiếm được vùng này từ 25 tháng 10, 1941 đến 9 tháng 2, 1943. Họ trao trả cho Ukraine. Đến ngày 6 tháng 8, 1943, Nga tái chiếm lại được thành phố này. Igor Yurkin, một blogger quân sự và cựu chỉ huy Nga, đã dự đoán rằng để mở màn cho cuộc tổng phản công mùa xuân đang được chờ đợi, Ukraine rất có thể sẽ tấn công tái chiếm Belgorod như một kế nghi binh, khiến Nga phải phản ứng, hốt hoảng. Khi đó, người Ukraine sẽ tấn công ở một nơi khác. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba thăm Baghdad vào hôm thứ Hai. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã thăm Baghdad vào hôm thứ Hai, chuyến đi đầu tiên của ông tới Iraq kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Agence France Press đưa tin. Kuleba dự kiến sẽ hội đàm với Thủ tướng Iraq Mohammad Shia al-Sudani và Ngoại trưởng Fuad Hussein, Bộ trưởng Iraq cho biết trong một tuyên bố hôm Chủ nhật. Trích lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ahmed Ashraf, tuyên bố cho biết các bên sẽ thảo luận về việc thúc đẩy quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế. Sudani đã nhận được một cuộc điện thoại từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chưa đầy một tuần trước chuyến thăm sắp tới của Kuleba. Theo một tuyên bố từ văn phòng của Sudani, Zelensky bày tỏ ông muốn phát triển quan hệ với Iraq trên mọi lĩnh vực và mô tả đây là một quốc gia quan trọng và có ảnh hưởng. Iraq duy trì mối quan hệ kinh tế tốt đẹp với cả Kyiv và Mặt Tư Khoa và đã áp dụng lập trường trung lập kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Chỉ huy cũ của Nga nhận xét rằng Putin hành động như thể ông ta đang ở trên hành tinh của những chú ngựa non màu hồng. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Putin acts like he's on Planet of the Pink Ponies, ex-Russian commander. Nghĩa là chỉ huy cũ của Nga nhận xét rằng Putin hành động như thể ông ta đang ở trên hành tinh của những chú ngựa non màu hồng. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Igor Gherkin, một blogger quân sự và cựu chỉ huy Nga, đã dự đoán cuộc tấn công trong tương lai của Ukraine, mà ông cho rằng có thể đưa Tổng thống Nga Vladimir Putin và những người ủng hộ ông thoát khỏi tình trạng lang thang ở trên hành tinh của những chú ngựa non màu hồng. Nhận xét của Gherkin là một phần của cuộc phỏng vấn được đăng với phụ đề tiếng Anh vào thứ Bảy bởi người dùng tài khoản Twitter The Kremlin Yap, nơi đăng các phân đoạn của truyền hình nhà nước Nga. Putin đã phát động một cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2 năm ngoái với sự tự tin rằng đất nước của ông sẽ giành được chiến thắng nhanh chóng trước nước láng giềng Đông Âu. Nhưng các mục tiêu của Nga đã bị cản trở bởi phản ứng mạnh mẽ hơn dự kiến từ quân đội Ukraine, chủ yếu được hậu thuẫn và hỗ trợ bởi viện trợ quân sự từ phương Tây. Trong vài tháng qua, các quốc gia phương Tây bao gồm cả các thành viên NATO đã cung cấp cho Ukraine các thiết bị quân sự, xe tăng và pháo tiên tiến để giúp chuẩn bị cho đất nước bị chiến tranh tàn phá này phản công lại Nga vào mùa xuân. Cuộc chiến đang diễn ra kéo dài đến các thành phố lớn của Ukraine, bao gồm Kyiv, Odessa, Kherson và Bakhmut, nơi từng diễn ra một cuộc chiến khốc liệt kéo dài nhiều tháng. Dự đoán về các bước đi tiếp theo của Ukraine, ông Gherkin cho rằng
quân đội Ukraine có thể tiến hành một loạt cuộc tấn công nghi binh khiến Nga phải phản ứng hốt hoảng. Cựu chỉ huy Nga giải thích rằng, Ukraine có thể áp dụng các chiến thuật khiêu khích Nga như tấn công sâu bên trong các lãnh thổ của Nga. Quân đội Ukraine không đặt ra nhiệm vụ đánh chiếm các thành phố của Nga như Belgorod. Điều đó tiềm ẩn nguy cơ gấu Nga sẽ thực sự ngừng chống trả một cách uể oải. Anh ta sẽ tức giận, nhảy ra khỏi hang và bắt đầu chiến đấu điên cuồng, Gherkin nói. Belgorod là nơi quyền lực của Liên Xô được thiết lập vào năm 1917, nhưng thành phố đã bị Đức xâm lược vào tháng 4 năm 1918. Cuối năm đó, Belgorod trở thành một phần của Ukraine cho đến khi nó bị quân đội Liên Xô chiếm lại vào năm 1943. Gherkin giải thích rằng, Ukraine có thể không cần chiếm Belgorod, nhưng họ có thể tiến hành một cuộc tấn công ở đó để đưa Putin và đoàn tùy tùng của ông ta thoát khỏi tình trạng ở trên hành tinh của những chú ngựa con màu hồng. Nhưng tôi nghĩ họ sẽ thực hiện một vài cái gọi là tìm kiếm. Họ sẽ có các hoạt động nghi binh. Họ có thể tiến lên vài km, chiếm được một số khu định cư và áp đặt các trận chiến phòng thủ lên chúng ta ở đó. Tức là quân ta sẽ phải đánh bật họ ra khỏi đó. Sẽ có một vụ bê bối, la hét ồn ào và sự chú ý sẽ bị thu hút vào đó. Và họ sẽ giáng đòn chính ở một nơi hoàn toàn khác. Cựu chỉ huy Nga nói thêm. Gherkin, một nhà phê bình gay gắt của Putin, đã đưa ra những đánh giá về cuộc chiến của Nga ở Ukraine kể từ khi nó bắt đầu hơn một năm trước. Ông thường chỉ ra những điểm yếu của quân đội Nga và đánh giá những thành tựu mà quân đội Ukraine đạt được. Tháng trước, ông cảnh báo rằng mô tả của Điện Cẩm Linh về cuộc chiến khiến quân đội Nga có nguy cơ bị coi là tội phạm, nói rằng từ quan điểm pháp lý, người ta không biết cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt là gì. Chỉ là chưa biết thôi, những đội quân đang chiến đấu hiện nay không có bất kỳ tư cách pháp lý nào. Ông nói trong một đoạn clip trên kênh truyền thông xã hội Telegram của mình do người dùng Twitter, Natanka và Soviet News đăng trên Twitter. Đây là lý do tại sao nếu điều này kết thúc trong thất bại, không một người lính nào có thể nói rằng anh ta chỉ tuân theo mệnh lệnh, bởi vì theo quan điểm pháp lý, anh ta không có quyền tuân theo nó. Làm thế nào một người lính có thể bắn một công dân của một quốc gia có chủ quyền chính thức khi không có cuộc chiến nào được tuyên bố? Điều này khiến anh ta trở thành tội phạm. Gherkin nói thêm, Newsweek đã liên hệ qua email tới Bộ Ngoại giao Ukraine để bình luận. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề báo cáo cho thấy đồng minh của Putin có thể hỗ trợ chuyển giao vũ khí cho Ukraine. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Một báo cáo được công bố hôm thứ Sáu cho biết, các tài liệu tình báo bị rò rỉ của Mỹ cho thấy Hung Gia Lợi có thể đã cho phép vũ khí của Ukraine đi qua không phận của họ. Lãnh đạo Hung Gia Lợi, Thủ tướng Viktor Orbán, từ lâu đã là một đồng minh trung thành của Tổng thống Nga Vladimir Putin, mặc dù đất nước của ông giữ thái độ trung lập trong cuộc chiến ở Ukraine. Báo cáo về việc Hung Gia Lợi bị cáo buộc cho phép vận chuyển vũ khí qua lãnh thổ của mình được đưa ra sau vụ bắt giữ một nghi phạm liên quan đến vụ rò rỉ tài liệu. Hung Gia Lợi có thể đã cho phép vũ khí của Ukraine đi qua lãnh thổ của mình, theo một báo cáo hôm thứ Sáu về các tài liệu tình báo Mỹ bị rò rỉ gần đây. Nếu báo cáo là đúng, nó sẽ đánh dấu lần đầu tiên Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orbán, một đồng minh trung thành của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã cho phép vận chuyển vũ khí qua lãnh thổ của đất nước mình để hỗ trợ quân đội Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga. Bất chấp việc Hungary giữ thái độ trung lập trong cuộc chiến ở Ukraine, Orbán vẫn tiếp tục bày tỏ sự đồng cảm với Mặc Tư Khoa trong suốt chiến dịch quân sự của Putin chống lại Ukraine. Nhà lãnh đạo Hung Gia Lợi vẫn được nhiều người coi là nhà lãnh đạo ủng hộ Điện Cẩm Linh nhất của Liên minh Âu Châu, một phần do những nỗ lực của ông nhằm ngăn chặn các biện pháp trừng phạt của Liên hiệp Âu Châu đối với Nga như một hình phạt cho chiến tranh, đồng thời cố gắng làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự của NATO dành cho Kyiv. Tuy nhiên, Politico Europe báo cáo rằng, các
các tài liệu mật bị rò rỉ chứa thông tin cho thấy Hung Gia Lợi, quốc gia có chung đường biên giới với Ukraine, có thể bí mật cho phép các đồng minh sử dụng không phận của mình để chuyển vũ khí tới chiến trường, bất chấp cam kết cấm chuyển giao như vậy. Newsweek đã không thể xác thực độc lập thông tin có trong các tài liệu bị rò rỉ, và các quan chức chính phủ từ nhiều quốc gia cho biết một số tài liệu bị rò rỉ có thể đã bị thay đổi. Báo cáo của Politico Europe liên quan đến Hung Gia Lợi xảy ra sau vụ bắt giữ Jack Teixeira hôm thứ Năm, một thành viên 21 tuổi của lực lượng tình báo lực lượng vệ binh quốc gia Massachusetts, người đã được các quan chức Hoa Kỳ xác định là nghi phạm trong vụ rò rỉ tài liệu. Các tài liệu được phân loại nêu chi tiết sự hỗ trợ quân sự của NATO cho Kyiv và bao gồm các đánh giá về lực lượng của Ukraine và nhu cầu của nước này để tiến hành một cuộc phản công chống lại lực lượng của Putin. Cuộc điều tra dẫn đến việc bắt giữ Teixeira diễn ra sau khi các tài liệu được chia sẻ trên nhiều trang mạng xã hội trước kỳ nghỉ cuối tuần lễ Phục sinh. Báo cáo mới liên quan đến Hung Gia Lợi cho biết, một tài liệu bị rò rỉ chứa thông tin về kế hoạch cho người Ukraine lái các máy bay trực thăng được tặng từ Croatia qua không phận của Hung Gia Lợi. Politico Europe nói thêm rằng, nếu Hung Gia Lợi cho phép vũ khí đi qua không phận của mình, thì các thông tin báo chí trước đây đã sai khi cho rằng các máy bay trực thăng của Croatia sẽ được gửi đến Ukraine bằng đường bộ hoặc bằng đường không qua bầu trời của Ba Lan. Thông tin bị cáo buộc này không phải là tài liệu tham khảo duy nhất về Orbán trong các tài liệu bị rò rỉ. Đầu tuần này, The Wall Street Journal đã báo cáo rằng một đánh giá của cơ quan tình báo trung ương gọi tắt là CIA có trong các hồ sơ bị rò rỉ cho thấy Orbán bị cáo buộc gọi Hoa Kỳ là một trong ba đối thủ hàng đầu của đảng Fidesz, cánh hữu của ông, trong một cuộc họp về chiến lược chính trị vào tháng 2. Newsweek đã liên hệ với văn phòng của Orbán qua email để nhận xét. Tin đồn về bệnh ung thư của Putin lại quay cuồng sau vụ rò rỉ tài liệu tình báo của ngũ giác đài. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Putin Cancer Rumors Grew Again After Pentagon Intelligence Documents Leaked, nghĩa là tin đồn về bệnh ung thư của Putin lại quay cuồng sau vụ rò rỉ tài liệu tình báo của ngũ giác đài. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Tin đồn về sức khỏe của Tổng thống Nga Vladimir Putin lại dấy lên sau vụ rò rỉ hàng trăm trang tài liệu của Bộ Quốc phòng về cuộc chiến ở Ukraine và các vấn đề an ninh quốc gia nhạy cảm. Một trong những hồ sơ bị rò rỉ của ngũ giác đài được tìm thấy trực tuyến trên một nền tảng nhắn tin xã hội có tên là Discord, bao gồm tuyên bố rằng vào ngày 17 tháng 2 vừa qua, Ukraine đã biết về một âm mưu được cho là sẽ diễn ra ở Nga nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine vào ngày 5 tháng 3. Tài liệu nói rằng đây có thể là một nỗ lực để phá hoại Tổng thống Nga khi ông được lên kế hoạch bắt đầu một đợt hóa trị. Các tài liệu nhạy cảm của chính phủ đã được tìm thấy trực tuyến vào tháng 3 trong một phòng trò chuyện Discord nhỏ của khoảng 20 thanh thiếu niên có tên là Turk Shaker Central. Trưởng nhóm trò chuyện có khả năng là Jack Teixeira, một thành viên 21 tuổi của lực lượng vệ binh quốc gia Massachusetts, người đã bị bắt giữ mà không gặp phản ứng nào vào hôm thứ Năm vì liên quan đến vụ rò rỉ. Ngũ giác đài đã mô tả vụ rò rỉ là một hành động tội phạm có chủ ý. Không rõ các tập tin được phân loại đã được lưu hành trực tuyến trong bao lâu trước khi bị phát hiện. Theo tài liệu bị rò rỉ, Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov và Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Nikolai Patrushev đã lên kế hoạch phá hoại Putin khi ông không thể tác động đến nỗ lực chiến tranh do điều trị hóa trị. Hồ sơ được phân loại nói rằng, thông tin đến từ một nguồn không xác định của Nga có quyền truy cập vào các quan chức cầm linh. Nga đã lên kế hoạch chuyển các nguồn lực từ Taganrog, Nga sang Mariupol, Ukraine và tập trung sự chú ý vào mặt trận phía Nam. Theo nguồn tin đã được biên tập lại, Gerasimov phản đối cuộc tấn công. Ông thông báo với Putin rằng khả năng của lực lượng Ukraine vượt trội với Nga và cảnh báo rằng Nga sẽ chịu thương vong nặng nề nếu tiến hành cuộc tấn công.
Tài liệu vào ngày 22 tháng 2 chỉ ra rằng Gerasimov được cho là đã lên kế hoạch tiếp tục nỗ lực phá hoại cuộc tấn công. Lưu ý rằng ông ta hứa sẽ ném vào sọt rác cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 5 tháng 3. Khi Putin được cho là đã lên kế hoạch bắt đầu một đợt hóa trị và do đó sẽ không thể ảnh hưởng đến nỗ lực chiến tranh. Nếu các tin tình báo này là đúng, thì binh nhất Jack Teixeira đã thay đổi tiến trình lịch sử, kéo dài cuộc chiến và làm cho nhiều người phải chết oan. Các mô tả phổ biến cho đến nay vẫn coi Jack Teixeira là một kẻ háo danh, thích nổi trong đám bạn khi tung các tài liệu mật lên mạng xã hội. Tuy nhiên, các cuộc điều tra của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ngày càng cho thấy Jack Teixeira hành động như một điệp viên chuyên nghiệp. Ngay cả thái độ của anh ta trước tòa án cũng rất chuyên nghiệp. Anh ta tỏ ra bình tĩnh, không chút run sợ, một thứ bình tĩnh của người đã từng ra tòa hàng trăm lần chứ không phải là lần đầu. Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga qua email để xin bình luận. Tin đồn về sức khỏe và bệnh ung thư của Putin đã lan truyền thường xuyên kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện của ông ta vào Ukraine bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Một số lần xuất hiện trước công chúng của Putin, trong đó ông có vẻ run và không khỏe, đã làm dấy lên suy đoán về việc liệu ông có mắc bệnh hiểm nghèo hay không. Phát biểu với Newsweek vào tháng 6 năm 2022, ba lãnh đạo tình báo Hoa Kỳ cho biết họ đã đọc các báo cáo mật của Hoa Kỳ cho biết Putin đã trải qua quá trình điều trị bệnh ung thư giai đoạn cuối vào tháng 4 năm 2022. Trong cùng tháng, phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov phủ nhận việc Tổng thống Nga đã trải qua cuộc phẫu thuật ung thư tuyến giáp, nói rằng sức khỏe của Putin là tuyệt vời. Liên Hiệp Quốc và hàng loạt các nước lên án Putin trong vụ Karamuja. Người đáng bị xét xử phải là Vladimir Putin. Sáng thứ Hai 17 tháng 4, theo giờ địa phương Mạc Tư Khoa, một tòa án của Nga đã kết án anh Vladimir Karamuja đến 25 năm tù vì lên tiếng chống lại cuộc xâm lược Ukraine của Putin. Người đứng đầu về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc Volker Türker đã kêu gọi Mạc Tư Khoa trả tự do cho nhà phê bình Điện Cẩm Linh lâu năm Vladimir Karamuja, là người vừa bị tay sai Putin kết án 25 năm tù với các tội danh bao gồm cả phản quốc. Türker cho biết, Karamuja đã bị xét xử với các cáo buộc có vẻ liên quan đến việc thực thi hợp pháp quyền tự do tư tưởng, tự do biểu đạt ý kiến và lập hội của mình, bao gồm cả việc công khai chỉ trích cuộc tấn công vũ trang của Liên bang Nga chống lại Ukraine. Không ai nên bị tước quyền tự do thực hiện các nhân quyền của mình và tôi kêu gọi chính quyền Nga trả tự do cho anh ta ngay lập tức. Chừng nào anh ta còn tiếp tục bị giam giữ, anh ta phải được đối xử nhân đạo và tôn trọng phẩm giá của anh ta. Ông nói thêm rằng bản án là một đòn giáng khác vào nền pháp quyền và không gian công dân ở Nga. Latvia, một trong những quốc gia Baltic giáp Nga, đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 10 quan chức Nga liên quan đến việc kết án Vladimir Karamuja. Ngoại trưởng Edgar Rinkic cho biết ông sẽ vận động Liên hiệp Âu Châu áp đặt các biện pháp trừng phạt. Vladimir Karamuja là một trong những chính trị gia nổi bật nhất của phe đối lập Nga, một nhà hoạt động nhân quyền, cộng sự thân cận của nhân vật đối lập Boris Nemtsov, người đã bị giết vào năm 2015, và là một nhà phê bình lâu năm đối với chế độ cầm quyền của Nga. Ông là người hỗ trợ việc áp dụng danh sách Magnitsky. Chính trị gia này tích cực phản đối hành động gây hấn của Nga đối với Ukraine. Ngoại trưởng Latvia mô tả những cáo buộc chống lại ông là vô lý, đồng thời nói thêm, tôi lên án bản án bất công và khắc nghiệt này đối với chính trị gia đối lập nổi tiếng của Nga do tòa án Nga đưa ra hôm nay. Tôi đã quyết định áp dụng lệnh cấm đi lại đối với 10 cá nhân người Nga đồng lõa trong vụ án giả mạo này. Tôi cũng kêu gọi Liên hiệp Âu Châu áp đặt các biện pháp trừng phạt tương tự. Thẩm phán trong vụ án là Sergei Podopigo đã bị chính phủ Anh, Mỹ và Canada tuyên bố trừng phạt. Bộ Ngoại giao Na Uy đã thêm vào điệp khúc lên án hệ thống tư pháp của Nga bằng cách chỉ trích bản án nhắm vào nhà phê bình Điện Cẩm Linh Vladimir Karamuja. Reuters báo cáo rằng Ngoại trưởng Na Uy, Anniken Huitfeldt, cho biết trong một tuyên bố, đây là một bản án khắc nghiệt và đáng báo động sâu sắc đối với việc thực thi quyền tự do ngôn luận. Hôm thứ Năm, Na Uy đã cho biết họ sẽ trục xuất 15 quan chức đại sứ quán Nga mà họ cho là gián điệp. Sviatan Tsikhanov, lãnh đạo phe đối lập người Belarus lưu vong,
đã lên án bản án nhắm vào Vladimir Karamurza, mô tả anh ta như một người bạn và kêu gọi trả tự do cho anh. Sikhanoua nói, anh ấy là tiếng nói dũng cảm và thông minh của lý trí phản đối chế độ vô nhân đạo của Putin và hành động xâm lược Ukraine. Bản án này là một sự nhạo báng công lý khác. Tại Luân Đôn, chính phủ Anh đã triệu tập đại sứ Nga về bản án Karamurza. Chính phủ Anh hôm thứ Hai đã triệu tập đại sứ Nga để làm rõ phán quyết mà họ mô tả là một bản án có động cơ chính trị đối với nhà phê bình thẳng thắn Điện Cẩm Linh Vladimir Karamurza, một người mang hai quốc tịch Anh và Nga. Karamurza đã dành nhiều năm để lên tiếng chống lại Putin và vận động các chính phủ phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga và những cá nhân người Nga vì những vi phạm nhân quyền. Anh ta đã bị một tòa án ở Mạc Tư Khoa kết án 25 năm tù hôm thứ Hai sau khi tòa án kết luận anh ta phạm tội phản quốc và các tội danh khác mà anh ta phủ nhận. Việc Nga thiếu cam kết bảo vệ các quyền cơ bản của con người, bao gồm quyền tự do ngôn luận, là điều đáng báo động, Ngoại trưởng Anh James Cleverly nói. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi Nga tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế của mình, bao gồm cả quyền được chăm sóc sức khỏe phù hợp của Vladimir Karamurza. Vương quốc Anh đã trừng phạt thẩm phán chủ tọa phiên tòa vì có liên quan đến các vi phạm nhân quyền trước đó, đồng thời cho biết sẽ xem xét các biện pháp tiếp theo để buộc tội những người liên quan đến việc giam giữ và ngược đãi Karamurza. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm thứ Hai đã đọc báo cáo gửi Tổng thống Vladimir Putin về cuộc tập trận do hạm đội Thái Bình Dương của nước này tiến hành. Reuters báo cáo rằng trong đoạn phim được phát trên truyền hình nhà nước, Putin đã trả lời bằng cách nói rằng các cuộc kiểm tra nhanh đã cho thấy hạm đội Thái Bình Dương ở mức độ sẵn sàng cao và ưu tiên của Nga là Ukraine. Hãng thông tấn nhà nước TASS của Nga cũng trích dẫn cuộc họp. Cơ quan này báo cáo rằng Putin bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với những người tổ chức các cuộc tập trận. Theo lời Shoigu, hơn 25.000 binh sĩ, 167 tàu, 12 tàu ngầm, 89 máy bay và trực thăng đang tham gia. Shoigu lưu ý rằng các lực lượng của hạm đội Thái Bình Dương sẽ tiến hành các cuộc tập trận tìm kiếm và tiêu diệt tàu ngầm và các nhóm tàu của đối phương giả định, cũng như thực hiện các cuộc bắn pháo thực tế vào các mục tiêu trên không và trên biển. Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, các lực lượng hạm đội sẽ quay trở lại các điểm triển khai thường trực của họ. Theo Shoigu, hạm đội Thái Bình Dương sẽ bắt đầu giai đoạn cuối cùng vào ngày 18 tháng 4 và kết thúc vào ngày 22 tháng 4. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hiroka Matsuno cho biết hôm thứ Hai rằng Tokyo đã gửi công hàm phản đối Nga về cuộc tập trận quân sự của nước này xung quanh các đảo tranh chấp gần Hokkaido của Nhật Bản. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.